tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Và ngay sau đây là bản cập nhật giá vàng trong nước vào lúc 6 giờ 30 sáng ngày 23 tháng 10 năm 2021. Mời các bạn cùng tham khảo. Vàng SJC tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,07 triệu đồng trên một lượng. Vàng AJC được niêm yết với giá là 56,55 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57 triệu đồng trên một lượng. Vàng BNJ được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Vàng của công ty Bảo Tín Minh Châu được niêm yết với giá là 56,62 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 56,99 triệu đồng trên một lượng. Vàng SBG được niêm yết với giá là 56,5 triệu đồng trên một lượng mua vào và bán ra với giá là 57,05 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2021 tăng liên tiếp, áp lực lạm phát thành con dao hai lưỡi đối với vàng. Giá vàng thế giới đã tăng 3 phiên liên tiếp, nhưng 1.800 USD trên một ao vẫn là ngưỡng mục tiêu. Bởi thị trường kim loại quý vẫn chưa tìm được động lực thực sự, biến mọi động lực của giá vàng vẫn nằm trong tay của Fed và cách ứng xử của nền kinh tế với lạm phát. Giá vàng trong nước vẫn tăng giảm trái chiều, mỗi một hệ thống kinh doanh điều chỉnh một kiểu. Giá vàng thế giới dù đã tăng trong phiên thứ ba liên tiếp nhưng xu hướng vẫn chưa tìm được động lực thực sự. Thị trường dường như vẫn đang trong trạng thái chờ đợi chưa rõ lãi suất thực sẽ biến động như thế nào. Mọi bất ổn ít nhất là trong ngắn hạn đang xoay quanh quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về lạm phát. Vàng đã giao dịch trong khoảng 1.748 đến 1.800 USD trên một ao trong cả tháng nay. Trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng cao, hiện tại USD neo gần đáy 3 tuần đã giúp kim loại quý tiến gần hơn với mốc trên. Trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ lên cao nhất trong 5 tháng, làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng, gây áp lực lên kim loại quý. Giá vàng hôm nay trên sàn điện tử Kitco đang giao dịch tại mức 1.782 USD trên một ao, giảm 0,9 USD so với chốt phiên liền trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.780 USD trên một ao, giảm 0,26% trong ngày. Lạm phát không phải là nhất thời, giới đầu tư hiện đang lo lắng liệu lạm phát cao có thể thúc đẩy các ngân hàng trung ương nâng lãi suất sớm hơn dự kiến hay không. Trong khi đó, không ít chuyên gia, nhà phân tích đã tin rằng phần lớn áp lực lạm phát sẽ được duy trì và có thể dẫn đến mối đe dọa lớn với thị trường và nền kinh tế Mỹ. Một trong những người đó đã có người phân tích và bày tỏ lo ngại về mức lạm phát hiện tại. Đối với tôi, vấn đề số 1 là các nhà đầu tư tại phố chính đang phải đối mặt là lạm phát. Và đối với riêng tôi, cá nhân của tôi, rõ ràng lạm phát không phải là nhất thời. Đó có lẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với thị trường tài chính và với xã hội nói chung. Theo quan điểm của một số nhà quản lý quỹ đầu cơ này, lạm phát sẽ tiếp tục tồn tại và là điều đáng báo động hơn. Nó có khả năng gây ra mối đe dọa lớn đối với thị trường và nền kinh tế có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Vị chuyên gia này cũng đánh giá chính xác áp lực lạm phát hiện nay là kết quả của hàng nghìn tỷ USD do các đợt kích thích tài chính và tiền tệ vốn ban đầu được sử dụng để chấm dứt cuộc suy thoái do hậu quả trực tiếp của đại dịch Covid-19 và sau đó là hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế. Một trong những dự đoán đáng báo động nhất mà ông đưa ra là áp lực giá sẽ tiếp tục tăng nếu xem xét rằng lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 30 năm vào tháng 9, có nghĩa là rất có thể Fed sẽ thực hiện các bước kiềm chế áp lực lạm phát.
Hiện tại không có nhiều công cụ để chống lạm phát gia tăng, công cụ chủ yếu của họ là tăng lãi suất. Đây thực ra là con dao hai lưỡi đối với vàng, bởi áp lực lạm phát ban đầu cao và sẽ là tác nhân tăng giá của vàng, nhưng sau đó nó có thể tác động ngược lại. Về mặt kỹ thuật, ban đầu đồ thị dấu chấm chưa được phép đưa ra trong thời kỳ cao điểm của đại dịch cho thấy sẽ có một đợt tăng lãi suất vào suốt năm 2021-22. Nhưng đến nay, tình hình lại khiến người ta tin sẽ có hai đợt tăng lãi suất vào năm 2022 để giúp kiềm chế và giảm mức lạm phát cao kỷ lục. Và sau khi nâng lãi suất tăng lên, vàng trở thành kênh đầu tư kém thuận lợi khi so sánh với các khoản đầu tư có thu nhập cố định như trái phiếu của chính phủ Mỹ. Loạn giá vàng trong nước. Giá vàng trong nước ghi nhận sự biến động tăng giảm không đồng nhất tại một số hệ thống kinh doanh trên toàn quốc. Chốt phiên giao dịch vào ngày hôm qua tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn hệ thống BNG Bảo Tín Minh Châu, giá SJC đồng loạt giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và lần lượt giảm từ 150 đến 160 ở chiều bán ra. Tuy nhiên, tập đoàn Doji tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và bán. Trong khi đó, tại doanh nghiệp Phú Quý vẫn giữ nguyên giá cho cả hai chiều giao dịch không thay đổi. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.